Hello, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức U70. Thì cái video này mình sẽ tiếp vào cái video lần trước vẫn còn dở, cái video này phần 2. Thì trước khi đi vào chia sẻ thì mong các bạn hết sức ủng hộ, bởi vì U70 biết là U70 nó không giỏi. Không giỏi về công nghệ, rồi không giỏi về cách nói năng, rồi già rồi nó cũng không phù hợp với cái lớp trẻ xem. Cho nên là được rất rất là ít những người ủng hộ, rất rất ít các bạn ủng hộ, rất là buồn. Thì mong các bạn hết sức ủng hộ và động viên U70, nhớ cho U70 cái like nhé. Chứ rất nhiều video ấy là mình làm tận 9-10 phút, nhưng mà thậm chí này, xem cho được 1-2 phút thì buồn lắm. Nhưng mình biết là các bạn không hứng thú, các bạn không xem, nhưng mà thôi cố gắng giúp đi, đỡ đi. Bởi vì các bạn có biết không, làm một cái video ấy, tốn rất là nhiều chất xám và rất là nhiều thời gian. Không có thời gian đâu. Đấy, nhiều khi con cái mình ấy, nó cứ bảo là thôi mẹ bỏ đi, mẹ làm gì, không biết rằng làm rồi tiền không có, cứ làm gì cho nó khổ ra. Nhưng mà mình cứ vẫn muốn làm, bởi vì là có thể là đam mê, hoặc là không làm thì buồn, lại nhớ các bạn. Thế là cố gắng làm, thì mình cố gắng làm thì các bạn phải cố gắng ủng hộ chứ, đúng không? Cố gắng ủng hộ, cố gắng giúp đỡ nhé. Thì trước khi đi vào chia sẻ thì vẫn không quên gửi lời chúc sức khỏe tới quý vị các bạn ở khắp nơi, nhiều sức khỏe và niềm vui, may mắn trong cuộc sống và bình an. Thì hôm nay là ngày chủ nhật cũng rất rất là vắng vẻ, rất là buồn, mà đi quay ngoài trời thì bứt tay lắm, không quay được. Thì hôm nay mình phải ngồi ở trời, lâu lắm thì không thò mặt ra, già rồi, U70 già lắm rồi, ở nhà ơi ngại lắm, không muốn thò mặt ra. Nhưng mà thôi thì lại phải thò mặt ra để mà làm video chứ biết làm nào được. Vì ra ngoài trời nó, một là nó buốt tay nó lạnh, hai là gặp người ấy là người Đức, người ta cứ không có cho quay. Nên là thì thôi, thì hôm nay ngồi ở trong nhà. Thì bây giờ cái video này là tiếp cái phần 2 của cái video người mình chia sẻ, là cái người Việt mưu sinh xa xứ, người Việt mưu sinh xa xứ ở nước ngoài. Đấy, nói để bà cũng nghe đấy. Nó cái nỗi khổ nó như thế nào, thậm chí là người ta thường nói là mất mồ hôi nước mắt, nhưng mà thậm chí còn mất cả máu và mất cả mạng ở nơi xứ người này các bạn. Không kiếm được đồng tiền không đơn giản một chút nào. Thế các bạn cứ nghĩ là có người kiểu cứ cứ lầm tưởng, cứ tưởng là đi nước ngoài vơ được tiền của nhà nước ấy, của nước bạn mà mang về, khó khó lắm. Thế thì là mình vừa cái video lần trước ấy, là mình đang nói đến cái vụ mà cái vụ những cái vụ mà cái chấn lột những người Việt Nam ở nước ngoài này, thì mình phải khẳng định cũng chỉ là người Việt Nam thôi mà có chỉ điểm, mà chỉ có người Việt Nam bị thôi chứ người Đức không bị. Mà khi mà người ta nó mà làm cái đó thì nó cũng phải tâm tia, hoặc là nó phải có chân trong, có người chỉ có người người ta gọi là chỉ điểm trước, chứ không phải là đi chấn lột vu vơ các bạn. Không phải nhà nào người ta cũng vào, thì phải nhà nào người ta như Việt Nam thường nói là có máu mặt đấy, phải có tiền đấy thì nó mới vào nó chấn lột. Thì cái vụ mà mình nói tiếp cái vụ lần trước, cái video lần trước ấy, là nó nhiều mẹo, mưu nhiều mẹo, mà mỗi một lần nó làm như thế thì nó lại ngừng một thời gian thật là lâu, thì để cho những người Việt mình quên những cái việc ấy đi, xong bắt đầu mới lại hớ hênh thì bắt đầu nó mới lại làm được. Thì cái cổ ở bà bè ra thì là nó vào nó chấn như thế. Đây là mình tiếp video phần 2 nhé, thì các bạn phải theo dõi thì các bạn mới biết được. Thì nó vào nó chấn thì nó chói, rồi nó nhét, thậm chí nó tháo tất ở chân nó ra, nó nhét vào mồm, rồi nó
trói chân trói tay rồi là nằm đấy không chống cự, nó hỏi tiền là để đâu, khai ra rồi là không chống cự thì nó lục lọi thì nó lấy được thì nó bỏ nó đi, thế còn chống cự lại thì nó bắn chết đấy. Thì qua cái vụ ấy nhá, qua cái đấy xong bắt đầu nó lại có cái chiêu trò khác các bạn, ôi dồi nhiều lắm, cho đến tận đến bây giờ vẫn có. Nên là chính vì như thế là hôm nay mình phải làm video để cảnh báo với các bạn, để các bạn bạn nào không biết thì cảnh giác chứ không là nguy hiểm. Thì bẵng một thời gian rất là lâu thì bắt đầu nó cái trò, những cái chiêu trò đấy thì người Việt biết rồi, cảnh giác rồi, thì bắt đầu nó lại có một cái trò là nó đi hẳn ban ngày luôn các bạn, nó không có trực đêm mà nó không vậy, nó đi hẳn ban ngày, nó đi hẳn ô tô, bởi vì nó biết là người Việt mình ấy là đi làm ăn cả ngày thì người Đức người ta không có quan tâm, người ta không quan tâm, người ta không để ý, cho nên là nó đi hẳn ban ngày, nó đi hẳn ô tô các bạn ạ. Nó phá cửa, nó phá cửa thì nó vào, nó lục lọi, nó khuân hết cả những cái gì có giá là nó khuân xình xịch luôn, rồi nó lục lọi hết cả, bởi vì trước khi làm là nó có chỉ điểm và nó theo dõi rồi, nó biết rằng là cái gia đình này là phải đi từ sáng đến tối không có người ở nhà thì nó phải theo dõi rồi chứ, hoặc là nó có người chỉ điểm rồi thì nó rất là ung dung các bạn, mà đi 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 ăn cắp như thế mà còn nó còn đàng hoàng như thế, mà nó còn hai ba người trở lên thế là xong hết thì nó đi thì tối chủ về thấy như thế và nói mi nắc ba ấy, có nghe là nói mi bên cạnh người Đức ấy, bởi vì ở bên Đức này là người Việt mình ấy không có ở thành khu giống như là những cái nơi khác mà ở xen lẫn với người Đức luôn, cứ đi thuê nhà đây là người ta cho thuê ở đâu thì là ở đấy, chứ không có phân biệt là người nước ngoài hay là người Việt Nam với người Việt Nam hay người Đức với người Đức, không có, thậm chí là cùng một cái cầu thang là người Việt Nam rồi người Đức rồi là người thổ rồi người thuê khai đấy, ví dụ thế. Thì đi về thấy thế thì mới nói với nác ba bên cạnh hàng xóm ấy, hàng xóm tiếng Đức gọi là nác ba, thì hàng xóm người ta mới nói là tao tưởng là chúng mày chuyển nhà. Ôi trời ơi, thì các bạn biết không, bởi vì ở Đức này nhà nào biết nhà đấy thôi, không, ngày xưa ở nhà ấy, thì ở nông thôn ấy thì mình cứ nghe thế là ở ngoài Hà Nội ấy, là nhà nào biết nhà đấy, nhưng mà Hà Nội vẫn chưa là cái gì, ở bên Đức này mới là nhà nào biết nhà đấy. Thậm chí nhá, mình nói cho các bạn nghe, mình ở một cái block 3 tầng thôi mà cùng một cầu thang mà mấy năm không biết nhau hết đấy, cùng một cầu thang, cùng đi ra đi vào mà mấy năm không biết là nhà này có những ai, nhà này có những ai và có những ai đến thăm, và cái nhà ấy có người chết bao giờ không hề biết đấy. Nó khác ở Việt Nam như thế các bạn, nó khác lắm, không hề biết thì không quan hệ đâu, không nhà nào biết nhà đấy thôi, thậm chí là không có mời nhau sang nhà đâu, không mời nhau sang nhà, ví dụ như là ra đến cửa mà nhìn thấy nhau chào hỏi câu thế thôi, không có mời vào nhà, không có mời ăn, không mời chiêu đãi, mà thậm chí có khi ở trên nhà này ngó cửa xuống, ngó cổ xuống, thì ngó cổ xuống và người ở dưới, người quen đấy là ngẩng cổ kê lên nói chuyện thôi, chứ không có mời nhau vào nhà, không như Việt Nam ấy bảo là ấy thì vào đây chơi đá, vào đây uống nước, hoặc là vào đây nhậu nhạt tí uống bia, không có, ở bên Đức này không có, không biết là các nước khác có nhưng mà bên Đức không có các bạn, họ sống, mình có thể nói là sống khép kín, hoặc là mình có thể nói là sống gọi là cái gì nhỉ, mình cũng khó ví lắm các bạn, già rồi, nhiều lúc là nghĩ mãi không ra, nhưng mà đến lúc xong video rồi bắt đầu mới lại nghĩ ra thôi. Thì là thì họ cứ tưởng, họ bảo là tao tưởng là chúng mày chuyển nhà đấy, một cái như thế, một thời gian như thế, vào lục lọi lấy hết cả vàng bạc tiền bạc tất cả các thứ lấy hết đi, xong là đánh ô tô đi đấy, rất là ngang nhiên như thế, bởi vì họ nó biết mà, nó biết là ở Đức này là người Đức người ta không quan tâm, còn Việt Nam thì có ở gần nhau đâu, ở mà ai cũng đi làm hết mà ai biết được là rất nhiều người bị mất hết cả tiền của cái gì đáng giá là nó khuân hết, vàng bạc nó lục lọi nó lấy hết tiền bạc rồi
vô tuyến rồi là bất kể cái gì có giá là nó khuân hết. Thì các bạn thấy có khiếp không? Đấy là một cái trường hợp đi ăn cắp, gọi là cái gì nhỉ, ăn cắp hiện đại à? Hay là ăn cắp cao tay hay là cái gì đấy thì thôi thì bây giờ cái video này nó lại hơn 10 phút rồi, mình chỉ làm hơn 10 phút thôi, thì là mình lại làm video tiếp theo là cái video thứ ba các bạn nhé, phần 3 cũng vẫn về cái chủ đề này. Thì bây giờ mình xin dừng video ở đây nhé. Rất mong quý vị và các bạn theo dõi và ủng hộ, và hẹn quý vị và các bạn đến video tiếp theo. Bye bye.